Tamiya thì con đó là ok nhất. Thấy nhiều người thì được xài đó không à? Dạ đúng rồi, tại vì cái âm thanh của nó rất là thật tiếng so với bản số. Chào mừng mọi người đến với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình đang ở quận 12 ở nhà khách. Thì bộ dàn của khách đã mua hơn 1 năm rồi và giờ khách muốn bên mình bảo trì bảo dưỡng lại, thì hôm nay mình có mặt mình sẽ bảo dưỡng lại cho khách. Thì mời mọi người xem cái quá trình mình bảo dưỡng và bảo trì kiểm tra nên khách như thế nào ha. Dạ đúng rồi. Là lúc đó là anh chỉ cần thêm cái anh đi coi phim. Rồi thêm cái loa center nữa đặt ở đây. Là bao nhiêu loa chỉnh? 5.1 luôn. 5.1 rồi. Rồi ok, thì đây là cái không gian của khách. Thì với bộ dàn này á, lúc đầu thì khách để cho phòng trong, nhưng mà bây giờ ở đây đã rộng rãi rồi nên khách muốn mang ra ngoài luôn. Thì nhân tiện là bên mình sẽ xuống vệ sinh, tại vì ở đây một thời gian là khách làm việc sản xuất ở ngoài đây nó rất là bụi. Đây hiện trạng khách. Tuy vậy nhưng mà mình vẫn còn rất mới mọi người. Nó chỉ bị dơ sơ sơ thôi, mình sẽ vệ sinh sạch sẽ tất cả thiết bị trên đây giống như vậy. Mọi thứ còn đều mới hết, hơn 1 năm trời vẫn còn mới cứng à. Khách xài rất kỹ mọi người. Rồi và đây cái súp mở ba đó, thì lát nữa mình cũng sẽ khui ra luôn, mình vệ sinh bên trong hết luôn cho sạch. Mấy góp này cũng còn keo zin luôn mọi người. Loi này thì nó bị một cái thứ nhẹ đây. Ok, như mọi người cũng đã thấy thì cái mặt lưới của nó là 18 con ốc, mình chỉ cần mở 18 ốc ra thôi. Thì cái mặt lưới nó này thì ở bên trong đây nó sẽ có một cái cây nấm. Mình cứ cầm nó rồi mình cứ duyệt nó ra từ từ. Thì nó khá là khít đó mọi người. Gia công rất là tốt, độ chính xác rất là cao. Thì chỗ mấy lỗ ốc này nó có thêm một cái lớp ron cao su nhẹ để chống va đập nữa. Nếu như mà mọi người muốn tự vệ sinh ở nhà thì cũng có thể làm đơn giản dễ dàng lắm, chỉ cần mở ốc ra mình kéo ra thôi là mình có thể hút bụi vệ sinh bên trong hộp loa này rồi. Thì cái loa này chỉ có hộp trước này thôi đó. Mọi người lưu ý khi mình lắp ốc vào nha, mọi người nhớ để thẳng con ốc nha, tại vì khi mà nó lệch răng á là mình sẽ bắn nó rất là cứng. Nếu mà mình cố gắng bắn vào nữa thì nó sẽ bị hư răng của nó luôn. Mình phải nhớ để thẳng đó. Như mọi người thấy thì mình chỉ cần siết bốn ốc, bốn góc thôi. Rồi hai ốc ở trên họng hơi, hai ốc dưới họng hơi và hai ốc hai bên họng hơi. Với những cái dòng loa này nè mọi người, thì ngoài mình lau bụi thì nó bị dính một lớp keo nhẹ trên đây. Do quá trình sử dụng thì con nít hay quậy phá gì này nọ đó, thì mình chỉ cần dùng chút xíu dầu gió thôi, dầu xanh dầu trắng gì cũng được, thâu miếng lên cái này mình chùi, mình cứ chùi ra là nó sẽ vào đó, nó bay hết rồi đó. Xịt bụi trong màng loa như này, bên ngoài thì mình đã lau chùi rồi. Thì với cái vòi xịt này á, thì hơi là xuống rất mạnh đó như mọi người thấy, nhưng mà nên là mình phải bóp nhẹ thôi, phải hãm lực lại rất là nhẹ, nó vừa đủ thôi đó, vừa đủ vậy là ok nè. Nếu mà mình lực mạnh quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới loa, mọi người lưu ý vấn đề này nha.
Ok mọi người, mình cũng đã vệ sinh xong loa rồi. Đây, xin xong bộ vàng của khách thì mình đặt chân lên sạch sẽ mới. Mấy cái này mình cũng lau chùi sạch sẽ luôn cho nhựa đi lại gọn gàng luôn. Nhưng mà cái dây nhựa đây á, hiện tại mình để nó tạm đây thôi. Thì vì khách sẽ làm lại cái vách này và khách muốn đi âm dây luôn. Ngoài ra thì khách sẽ mua thêm cặp loa nữa gắn ở sau hai cái vách sau này, để mà sau này có thể tận dụng nó làm bộ vàng xem phim luôn mọi người. Thì mình đã có tư vấn cho khách và lên ý tưởng cho khách đi dây như thế nào, đi dây sao cho nó gọn nhất. Thì bây giờ mình cũng tuôn năm lại rồi. Tại vì bộ vàng lúc đầu khách ở trong phòng trong, bây giờ may ra ngoài nơi âm thanh sẽ bị thay đổi, mình phải tuôn năm lại. Giờ mời mọi người nghe vài bài nhạc test và cũng nhờ khách hát để mọi người trải nghiệm ha. Đưa tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho lòng mình thêm bỡ ngỡ trong giấc mơ dài. Ngày nào tình ta mong bên nhau, hướng đến chính mình tình nồng ấm. Đôi chân thật như sâu, những ta tình thơ ấu, tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ. Ok mọi người, thì vừa rồi mình cũng đã cho mọi người nghe thử rồi chiếc âm của dòng loa này. Không biết mọi người cảm nhận như thế nào thì để lại comment bên dưới giúp mình ha. Theo mình á, với cái dòng loa MF3 này, dù đã ra đời lâu rồi nhưng mà chiếc âm nó vẫn còn rất là tốt. Và với cái không gian này á, thì nó vẫn tái tạo âm thanh rất là hay mọi người. Nếu mà mọi người muốn trải nghiệm dòng này thì có thể đến showroom bên mình để trải nghiệm ha. Thì với lại vừa rồi trong quá trình mà mình vệ sinh máy cho khách, không biết mọi người cảm thấy là có sai sót hay thiếu sót gì không thì mọi người nhớ để lại góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mình là Duy, chào tạm biệt.